À, cái chấn thương của mình thì nó cũng đã dai dẳng rất là lâu rồi. Khi mà từ năm ngoái, mình lúc ấy vẫn đang là ở vị trí số 3, cho nên là mình bị đau nhưng mà mình không không muốn mình nghỉ để mình mất cái khoảng thời gian đấy được. À, để mình còn cạnh tranh với các đàn anh hay là bạn bè thì lúc ấy mình đã gặp phải chấn thương này. Nhưng mà mình nghĩ là nó cũng không đến mức độ mà để mình có thể nghỉ tập. Thế là mình cứ cố gắng và khi mà mình thấy nó bắt đầu chuyển biến nặng hơn dần và nó thời gian nó xảy ra nhiều hơn. Tại vì cái này ngày trước khi mình là có thể là 2-3 tháng bị một lần, nhưng mà về sau nó dần 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 nó bị nhiều hơn và mỗi lần bị nó bị đau hơn. Nhưng mà thời điểm đấy đúng là thời điểm mà mình được trao cơ hội, và đấy là những trận đấu rất là quan trọng đối với mình cũng như là câu lạc bộ Hà Nội để đạt được cái cúp cúp quốc gia. Đấy thì mình cũng chỉ băng thôi, mình massage hay là điều trị ở bác sĩ để có thể thi đấu được. Và qua thời gian đấy thì mình cũng cảm thấy nó đỡ hơn. Nhưng mà đến cái thời gian vừa rồi khi mà mình tập ở nhà thì cái điều kiện không gian ở nhà mình nó chật hơn, thì những cái động tác mình nó sẽ khó hơn. Thì đợt đấy ở nhà lại không có bác sĩ. Khi mà mình bị thì mẹ mình cũng chỉ khóc thôi chứ không thể biết làm gì được cả. Thì mình không thể là cố được nữa. Lúc đấy là mình đã bị nặng rồi, quá nặng rồi, và mình không thể đạp được, duỗi được chân ra. Cho nên là mình quyết định phẫu thuật. Lúc đấy thì mình không nghĩ gì cả, mình cũng chỉ muốn là điều trị hết cái này nhanh để mình có thể quay trở lại, tại vì mình nghĩ là mình sẽ có thời gian. Tại vì khi mà mình bị đấy, mình cũng đã đi tìm hiểu, mình kiểm tra các thứ rồi, mình cũng biết nó không bị dây chằng, cho nên là mình mới có thể cố được đến lúc đấy. Trong đầu mình rất là thoải mái thôi, không có vấn đề gì cả, tại vì câu lạc bộ luôn luôn là tạo điều kiện cho mình hết sức. Vấn đề mình chỉ là thời gian thôi, thì cái này đối với mình thì thời gian nó không phải quá dài để mình quay trở lại được. Bạn Phí Minh Long thì chấn thương thì có tiền sử chấn thương cái khớp gối bên này là 1 năm nay rồi. Thì biểu hiện của bạn là thường khi vận động mạnh, đôi khi bạn ấy kẹt chân, cần gối không gấp không đuổi được. Thế thì bạn đến với chúng tôi là khoa hội chẩn dựa trên cái triệu chứng lâm sàng kết hợp với cả chẩn đoán hình ảnh để chẩn đoán là bạn Long là rách cái sụn chêm ngoài quai sách. Không lạc lõng một mình, phía sau Phí Minh Long luôn có tập thể ban huấn luyện và các cầu thủ ở bên cạnh động viên Long qua giai đoạn khó khăn. Chính sự đùm bọc, yêu thương, đoàn kết và khát khao cống hiến của các cầu thủ đã tạo nên giá trị cốt lõi cho câu lạc bộ Hà Nội, hun đúc niềm tin, cống hiến, nỗ lực trong từng cầu thủ. Nghe tin ca phẫu thuật của em thành công, tổ thủ môn rất vui. Tổ môn xin chúc anh mau sớm bình phục và quay trở lại tập luyện và thi đấu cùng cả đội. Chúc anh Long mạnh khỏe và mau sớm quay trở lại tập luyện và thi đấu cùng anh em. Hy vọng thì Minh Long quay lại và hồi phục tốt cách tốt nhất và cố gắng làm sao để quay lại để giúp đỡ cho đội bóng Hà Nội trong những thời gian khó khăn. Mong rằng là anh sẽ luôn không bao giờ nản chí để và luôn luôn sống lạc quan nhất. Hy vọng là em sớm trở lại cùng đội và mọi người sẽ sớm được nghe tiếng hát của em sau khi buổi tối nghỉ ngơi. Anh chúc Long sớm phục hồi để quay lại và chiến đấu cùng đội bóng. Nhanh nhanh về anh em có đi ăn sáng nhá. Cố lên Long ơi. Long ơi, cố lên. Anh Long ơi. Ai lên.